Khoa học này 24 giờ trở thành nhạc sĩ. Khá thú vị đấy. Cái bài You Raise Me Up đi em. Biết không? You Raise Me Up. Bài đó hay lắm á. Có violon như nữa là hay nữa.
YouTube là Phước Trường Official có đăng lại rồi. Hỗ trợ hả? Anh quay phim cho tụi em ở đó mà. Đâu để lại đâu. Ấy, phối hợp vô hát luôn nè. Đó, vô tình Thiên Vũ. Đó, tài năng trẻ. Phối hợp luôn làm bài luôn. Rồi, hôm nay ca sĩ Thiên Vũ sẽ ngẫu hứng hát một bài tặng cho mọi người của The Power of Love của Celine Dion. Tư vấn đi vô lớp học đấy. Đăng ký khóa nhảy đấy. Thank you.
72 giờ thôi. 72 giờ và 72 buổi. Bao nhiêu tiền? Một buổi tính thức, à đây hả? Có đâu. Bảng giá của Học viện Âm nhạc IMC này. Đấy, vỡ lòng. Cá nhân 9 triệu, nhóm 7 triệu 2. Trống nè, vỡ lòng 9 triệu. Thank you.